anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hai. Dành tròn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua, mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong, anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Anh chẳng phút xa này yêu em và
bên em. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến, bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Khi em bước đến, bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Khát khao bao nhiêu ngày tháng, và anh giữ nắng ấm, anh giữ những cơn mưa để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua. Sợ lạnh em thức giấc bơi anh qua yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường trốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui. Người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé. Trên trời mang về vì yêu em, cuộc đời chỉ cho em. Vì yêu mình em, trái tim mang tên mình em thôi. Cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua. Sợ lạnh em thức giấc bơi anh qua yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường trốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui.
tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường trốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Vì yêu em, cuộc đời chỉ cho em. Vì yêu mình em, trái tim mang tên mình em thôi. Vì yêu em, cuộc đời chỉ cho em. Vì yêu mình em, trái tim mang tên mình em thôi. La 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 la
đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vậy nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tấm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quên lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cử đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá rộn rào nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, đúng rồi, em cầm không tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thì không, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác nè bao lớn sang hèn thế nào anh. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quên lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn khôn quá trời hả. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi.
chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Con đầy đàn
rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ở quá anh nào mà ở giá năm mới mừng anh ra tuổi này xong.
bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đắng hào hoa. Đời vui biết như nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết nào ngờ, hào hoa số nặng thề, bởi vì hào hoa cũng là hào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không hào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không hào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đã tình yêu cô xinh mây. Có chồng hào hoa các em thường khoái đề phòng, bởi vì hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tính đeo bông, tình bay bướm lạ thường, khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đắng hào hoa. Đời vui biết như nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết nào ngờ, hào hoa số nặng thề, bởi vì hào hoa cũng là hào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không hào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không hào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đã tình yêu cô xinh mây. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi vì hào hoa nên anh chẳng thủy chung. Người mang tính đeo bông, tình bay bướm lạ thường, khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đã tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi vì hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tính đeo bông, tình bay bướm lạ thường, khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Để rồi tan đi.
đành cam thế thôi. Những ai đã vui trong đời có yêu thì mới thương tôi, nỗi niềm riêng nói chẳng nên lời. Chẳng biết sao buồn đến trong ngày vui, chỉ thấy trong lòng tình dâng khó vơi, biết mai sẽ. Như vậy là hôm nay cũng là cái ngày lành thánh tốt mà cái gia đình đó của chúng tôi tổ chức đó, là làm cái lễ cáo trình lễ với bà con ông bà cha mẹ cô bác cậu mợ ha, là để nó làm cái lễ là lại xuất giá, coi như hôm nay là làm cái lễ lại xuất giá, ngày mai thì tiếp tục nó sẽ cất bước theo chồng. Trước khi mà trình lễ, tôi xin là thắp nén hương để mà cho cụ Nguyễn Thái Tổ và cái gia tiên kính giám để cho cái ngày mà gia đình để làm lễ cho cháu đó xuất gia, làm lễ đã con thì cũng có ông bà nội ngoại cô dì cô bác. Bây giờ tôi thắp ba cái hương này thì cũng làm theo cái mà lễ tục của cái bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cái dân tộc Việt Nam mình. Nếu là để trình lên với cụ Nguyễn Thái Tổ thì để mà làm cái lễ gia tiên, nếu mà có linh thiêng thì được ủng hộ phù hộ cho đôi trẻ này được trọn vẹn hạnh phúc trăm năm ha. Đấy thì bây giờ tôi cũng chương trình với trước á là hai ông bà, để coi như ông ngoại bà ngoại, không có ông ngoại có bà ngoại và bà nội của cháu, rồi cái đó thì cha mẹ của cháu, rồi dòng tộc anh chị những người lớn trong gia đình. Thì hôm nay coi như là tổ chức để mà cho cháu nó ngày mai xuất giá, hôm nay lại xuất giá. Mình nói lại nhưng mà đó là cái tính chất để tượng trưng, chứ còn bây giờ mình không còn lại nữa ha. Đấy thì bây giờ trong cái bàn thờ này mình tượng trưng mà ha, cháu xá đi đó, để mà cho cụ Nguyễn Thái Tổ và những người gia tiên để chứng giám cho mình hôm nay. Rồi thôi vậy được rồi. Như vậy thì bây giờ mình cũng biết đó, bởi vì cái người Việt Nam mà trai lớn lên thì phải là dựng vợ, mà gái lớn lên phải là chồng. Đó là cái niềm danh dự và hạnh phúc của cái gia tộc. Đấy. Thì hôm nay thực tế thì cha mẹ của cháu đã nuôi dạy cháu khôn lớn trưởng thành nên người, thì bây giờ coi như đã gả con để cho nó tạo cái điều kiện cho nó có cái cho cuộc đời cháu. Thì không có cái gì hơn là bữa nay trình lễ để chi, để cho cháu có con cái là kính nể ông bà cha mẹ cậu dì cô dượng, xin phép ngày nay là để trình diện và bái tạ công ơn dưỡng dục thanh thành của cha mẹ, đồng thời có sự chăm sóc của ông bà, để ngày mai cháu sẽ xuất giá ra đi theo chồng. Mà khi đã trở về nhà chồng thì phục vụ cho bên chồng. Thì gia đình bên đây coi như là chuyển cháu trở về gia đình bên chồng của cháu. Đấy, thì đó là cái nỗi mà niềm vui của gia đình bên trai, nhưng mà cũng là cái hạnh phúc cho gia đình bên gái. Thì đôi bên cũng đều thuận lợi để trình diện với ông bà cô bác hôm nay là như vậy. Đấy, thì trước tiên tôi xin phép để cho cháu nó trình lễ với ông bà. Lẽ ra thì mình cũng phải có cái khai trầu rượu hang để mà kính lễ, nhưng mà thôi mình chăm trước đi. Đấy, mình chăm trước. Đấy, thì bây giờ cũng nhờ ông ngoại, bà nội với bà ngoại cũng chăm trước cho cháu, rồi cô gì, rồi cậu mợ, rồi ha cũng chăm trước. Đó, rồi cha mẹ của cháu cũng thông cảm ha, mà
để chấp nhận cái chuyện cho cháu nó thực hiện theo cái bổn phận. Thì bây giờ cái vấn đề mà lại thì khó rồi ha, bây giờ thôi giờ mình chăm hết đi ha, phải không ai cô? Chăm trước đi thôi, bây giờ để cho cháu, để cho cháu nó xin là tạ lễ bằng cách là cho nó xá, bởi vì ha đấy. Thì bây giờ thì cháu đến đây thì tôi cũng nói câu này, thì mình nói rằng cương thường mà ha, cương thường là gánh nặng thì trai diện trọn đấy, mà nếu con gái thì bây giờ coi như là đức tài thì coi như là hai hoành nặng hai vai phải gánh, phải không? Đấy thì đó là cái câu xưa. Và bây giờ mình đức hoành nặng là cái gì, tức là tôi gọi là cái tiếng đức tam tùng, mà tam tùng tiếng đức, mà bây giờ hồi xưa mình nói tam tùng tiếng đức cái hồi thì nó còn, cái bây giờ mình nói cái đó chắc con cháu mình không biết nổi nữa rồi. Mà bây giờ cái đức là công dung ngôn hạnh á, mà bây giờ con cháu mình nó đâu có hiểu, phải không? Bởi bây giờ cái thời nay coi mình chăm chết hay nó là như vậy. Thì bây giờ bổn phận làm con thì thôi, lát nữa rồi bà con cô bác ông bà cha mẹ nhắc nhở để cho nó trọn vẹn bổn phận, mà khi mà nó đã bước về nhà chồng thì phải có trách nhiệm làm dâu. Nhưng mà bây giờ chắc là người dâu cũng khó về bên chồng rồi, có ai đi làm chứ còn dễ làm dâu như xưa nữa, phải không? Đấy, thành ra là nói tới cái đó đó, thì nói tới cái chỗ mà tam tùng với đức thì làm sao mới làm được, mà nếu nó có thì nó không thực hiện được. Bởi vì mình nói công chung ông hạnh mà đi ra ngoài đường thì có ai chứ, nói chứ rồi diện mạo cái đàn hoàng đi đứng lại đàn thì cứ dầm gì đi nhảy rồi đâu còn như vậy đó. Đấy thì cái này mình hiểu rồi, thì thôi bổn phận làm dâu mình phải giữ của mình, và khi mình xuất giá thì mình đã bé lớn khôn, đến ngày hôm nay đã trưởng thành rồi, khi lớn lên cha mẹ cũng chẳng có được nhà con cái. Cha mẹ bên đây thiếu rắn thì một đứa con, cha mẹ bên kia thì tăng thêm được một đứa, thì bên thiếu rắn nhất định là không được, phải không? Mà cái bên mà xuất phát ra đi thì cũng phải vui, con đi thì con vui, nghe không? Mà gia đình nghĩ có khi dắt má cũng vô thì thôi. Bây giờ con nói gì không biết, ở bây giờ trước mắt con xin bái tạ công ơn dưỡng dục sanh thành. Thì bây giờ mình không có là, cũng như nãy đó mình không có lại lũng trơn á, bây giờ mình xá cha mẹ hai xá để mà tạ ơn sanh thành. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ hai xá đó thì cha mẹ có nhắc nhở gì con không? Ý kiến? Dạ, dạ, con. Rồi không? Rồi, vậy rồi, nói không được rồi. Không được rồi, thôi. Rồi, bây giờ tới qua bên bà nội ha. Đây, giờ bên bà nội đi. Đó, bây giờ hai ly nước này con nha, mai con sẽ cất bước ra đi nha, theo chồng về nghe là cùng à. Rồi vậy cũng được rồi, mà thôi vậy được rồi, mai là coi như xuất giá rồi, sáng mai là nghĩa là bên đàn trai người ta tới là người ta thỉnh họ rồi đi, nghĩa là đưa cháu nội theo chồng. Bây giờ bà nội có gì cho cháu không? Giờ có đâu được coi? Chưa đây hả? Rồi rồi, thôi lấy bà ngoại. Rồi, vô bà ngoại đi. Rồi. Túi. Rồi, rồi, thiếm mời. Rồi, bà nội cầm đưa cho cháu. Tức đưa cho con mắt, cầm đưa cho cháu. Bà nội, đưa gì vậy? Bà nội với cô ăn. Rồi, 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 con xá bà nội bà ngoại, mỗi người hai xá liền. Đó là đền ơn của ông bà ha. Rồi, đến đây con. Rồi. Rồi, bây giờ tới chị. Bây giờ nè, Dưỡng Hai nè,
Dưỡng hai với cô hai á, giờ tiền thì đưa cho con nè ha. Năm hôm nay là coi như chúc mừng cho con đó, đã trưởng thành. Và đó, ngày nay là cái ngày làm lễ xuất giá, ngày mai con theo chồng đó. Thì bây giờ Dưỡng hai, cô hai chúc cho con được vui vẻ, hạnh phúc, trọn vẹn một cuộc đời sống sung túc và hạnh phúc. Đây, Dưỡng hai cho con triệu bạc, tùy con muốn sử dụng cái gì cũng được. Đây rồi, rồi bây giờ Dưỡng hai nhận chung trà này là một cái ly trà nồng ấm trong cái cuộc đời của Dưỡng hai mà đã chứng minh để cho con trở thành già thật. À, đời Dưỡng hai uống rượu nè. Đây. Rồi tới chị Diền, rồi tới chị Dung, rồi tới anh Tức. Rồi con kéo qua rồi thôi vậy. Được rồi thôi. Hôm nay có mừng ngày. Đây, đây là cô Tư. Quê ha. Cô không có gì hơn là có một món quà nhỏ để tặng con và chúc cho con được nhiều hạnh phúc, giữ đạo tam tình tứ đức, tam can ngũ thường, có nghĩa là làm dâu được trọn vẹn, làm vợ được tốt, làm mẹ cũng tốt luôn nha. Rồi hôn cô một cái. Hôn mọi cô. Đây là ngày mà xuất giá của con, cô không có gì, cô có chút quà để lì xì cho con, rồi cô chúc con là hạnh phúc nha. Rồi cái này của cô ba. Rồi. Nhắm thì cứ đưa trà đó rồi cứ vậy thôi rồi chứ rồi sao rồi chú sao con làm hạnh phúc những chỗ bắt đi rồi còn chú nào đó không rồi nghe dân đi nước chú cha đi rồi chú sao lặn lội tới đây. Rồi, bây giờ hả chú rồi, bây giờ còn cưng. Cưng cũng kêu cậu nãy giờ qua mà nói sao vậy? Vậy thôi, khỏi nói chuyện nào cũng được. Rồi, đến ba chú. Rồi, thằng ba. Nè, cậu vô đi. Vậy bữa nay cũng là cậu đại diện bên mẹ, bên ngoại. Vì vậy chú bữa nay con ngày vui. Cậu đến đây cũng như là chúc mừng. Sao nữa rồi cũng có cái của bà đó con. Ừ. Trước thì chúc mừng sao không chúc mừng sao rồi cho con sao không con ga nữa sao có cái gì có ga nữa cho nó kẹt qua vậy cái gì đó tôi nè. Rồi sao nữa là anh Hai Khánh cũng có cái phần gửi cho con nữa, anh Hai Khánh gửi quà cho con nữa đó. Thôi vậy con biết không rồi. Rồi cầu chúc hạnh phúc cho gia đình. Trời con Tư con không đi ngủ mà. Rồi chúng mong mới biết trà thay rượu đi con Tư. Rồi. Rồi bây giờ. Hôm nay là Dương cũng hay rồi. Cũng nhậu mình uống nước rồi đó. Bà gọi nước để đi con nước đi. Nói bây giờ ta. Thôi thì thôi, vậy 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 anh dẫn anh dẫn chị đi con nha. Cái này á là những gì không kịp nên là chị đại diện dẫn gửi cho cưng. Còn này của chị là hai chồng vui vẻ ha. Bố cáo là coi như là cái sức ép giá cho cháu đã hoàn thành rồi. Thì bây giờ đó thì coi như là ông bà cô bác cha mẹ cũng đã chứng kiến cho như là ngày hôm nay là cái ngày lành tháng tốt của cháu. Đấy, thì mình là ông bà cô bác rồi anh chị tới để chúc mừng cho cháu thì đó là cái nguồn hạnh phúc lớn mà cũng là một cái tốt đẹp cho cái gia đình này. Đấy thì tôi thay mặt cảm ơn hết trơn nha ông bà cô bác đến để mà tham dự. Còn đến phần sau cùng để cho cháu nó tạ lễ với ông bà cô bác một lần nữa để mà kết thúc buổi lễ, làm cái tình lễ chung coi như là đáp từ lại
khi nhận quà của ông nội, của bà nội, bà ngoại, được của cô, của chú, của gì nói chung, thì cho cháu nó tạ lễ. Khi ngày xá đầy trò nó xong việc đã làm tạ lễ. Mẹ thương bao con thân gái đúc trong mãi kia. Giờ thì ba má chiều cưng chẳng thèm liệu lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, ba bên bốn ngõ nhìn ra ngó vào. Họ hàng của ba thì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi nói. Trong đời bạn bè dám tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lâu bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó vốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên cờ trời đôi mình. Còn đó mùa đông thì chưa xa, tình dẫn ngút ngàn anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến mùa đông rồi qua mau, mây vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Bà cô bác chú thím cậu ngợi dì dượng, hôm nay ngày 21 tháng 11 năm Ất Mùi, nhằm ngày 31 tháng 12 năm 2016 là tháng tốt ngày lành, hai họ tôi hứa hẹn xuân gia. Lễ này là lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin thay lời cho tộc Nam chú hôn, qua có đem hai mâm đồ kính dâng lên cúng cổ quyền và 2 triệu tiền phủ tiền nước, xin kính trình với quý tộc. Bây giờ qua cái ý kiến của họ nhà trai đã trình lễ, thì cái lễ này coi như là cái lễ thành hôn cho cái đôi trẻ, thì hai bên đều có mặt, giữa nhà trai nhà gái, hai họ có bà cô bác đã chứng kiến cho cái phần lễ này, thì tôi cũng đại diện cho cái trưởng tộc họ nhà trai gái tiếp nhận phần lễ, đồng thời cũng là trân trọng tiếp họ nhà trai. Thì thôi cái ly rượu này tôi gọi là ly rượu lễ, thì tôi cũng nhận ly rượu này rồi tiếp tục làm tới cái việc khác. Thì hỏi nhà trai tôi tiếp nhận, thì trước hết xin phép thắp nén hương để làm lễ gia tiên và dâng lên trình lễ rượu lễ và phẩm vật. Tình đã đến như một giấc mơ thần tiên, tình kết duyên đẹp đôi.
mẹ đời bên đến rất vui mừng, cùng chúc cho hai họ vững bền. Dặn cho thằng mẹ lên tài nữa. Đôi tình nhân âu im dưới trăng vàng, trong gió xu bao lời hứa hẹn. Tình đã đến như một giấc mơ thần tiên, tình kết duyên đẹp. Thưa quý ông bà, cô bác, chú thím, cậu mợ gì vậy? Do cái thầy coi công tác cho nên hai cháu đã đi trước. Giờ còn lại cái hai cây rượu lễ để ba bữa, thì hai chú gia có sở thận là ba bữa chú gia tới được hay không, hay là để cho hai cháu nó về chơi thôi. Về cái phần này thì tôi thì dễ, cũng chậm chế dụ chú gia khó khăn thì tôi sẽ chế. Còn nếu anh muốn đến thì nói chứ, rồi không lẽ là mình nói là thôi vậy thôi. Để của bên họ nhà trai, mình thuộc từ trưởng tập là lớn nhất đây rồi. Thì thôi giờ đôi bên mình mỗi một người một chung rượu này uống cho cạn, giờ tình nghĩa nó tràn đầy. Lát nữa đây mình bên qua nhà trai mình tiếp tục đầy hơn nữa. Mà không có đốt pháo mình vỗ tay đi. Vậy cho anh hai đóng sung được đó. Vỗ tay quý vị ơi. Cũng ly nha. Vỗ tay quý vị ơi. Để cho hai đứa uống cạn như là thấm tiền cái chứ. Để lắm không cái sai gì nữa. Sao cho lưu lễ để chế ba bữa. Cũng ly bên đây luôn. Để cho bên đây tức đi. Mình làm nhỏ thì uống sao đi. Mình uống lớn là uống chỉ hết cho này thì gọi em gì hết rồi biết rồi. Kính thưa quý ông bà, cô bác, chú thím, cậu mợ gì vậy? Thì hỏi là trai đến trình cái lễ phẩm vật, trình lễ ba bữa xong. Bây giờ hỏi là trai trân trọng kính mời tập nữ chú hôn đến nhà tập nam chú hôn để dùng bữa tiệc thân mật. Chú gia ngày càng thấm thiết và gần gũi hơn. Xin trân trọng kính mời. À, được thầy hô tay đi. Bây giờ mình tiến tập dặn để coi như là coi những cái lời mời, coi như mình đồng ý dặn mình đi cho người trai ha. Dạ dạ dạ. Thôi bây giờ vậy là tập trai tập gái mình thống nhất nhau hết chị hai. Dạ dạ dạ. Con trước đi. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Nhắm đi, nhắm đi. Không, không sao. Nghĩa mà coi như đây cũng dở dở cái tay luôn. Nghĩa là chính. Thì qua cái thủ tục làm lễ bên tộc nữ chú hôn có xong, thì tộc nam chú hôn xin trình cái lễ kiếu. Một lần nữa là cũng kính thỉnh tộc nữ chú hôn đến nhà tộc nam chú hôn để dùng bữa tiệc thân mật. Vỗ tay quý vị ơi. Tất cả chúng tôi đều chấp nhận và chấp nhận ý kiến của bên tộc nhà trai. Thank you.
em về, về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Đèn trăng treo tốt trên cao, ánh sao như hôn ngọn nến. Lập lề đâm đâm hoa đắng, có em theo anh về nhà. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng du con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Tiếng hát ru em, ôi tiếng hát ru em, đưa tình ta như sóng lênh đênh thuyền tình.
gió nào đã đưa em về đây. Anh chợt thấy như mùa xuân đến, muôn tiếng chim hót vang như chào em, theo bàn chân em ngàn hoa thắm tươi. Em hỡi em, có em đã về đây, nghe cuộc sống mỗi ngày thêm vui. Đây có em, có em trong vòng tay, nghe đời mây say thiết tha dù lòng ta. Này em yêu chân trời mãi mãi sẽ không bao giờ xa nhau. Hãy nói với nhau chân thành, hãy sống với nhau dài lâu, sánh bước đến nơi chân trời mãi mãi sẽ không bao giờ xa nhau. Giàu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Càng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xôn trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Thì màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, có cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyến ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mây thổ được xem chiếc áo thời trang kèn áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra diễn tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Nghe xôn xao xôn trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kì màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyến ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mây thổ được xem chiếc áo thời trang kèn áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra diễn tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kì kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Bên kia thì có mấy bà, để em trình với bà cái rồi em trình với bên đàn đông mình làm. Kính thưa quý bà, cái gì cô bác kiến hạ gì
hôm nay nhà dì Nga tổ chức lễ thành hôn cho con, thì do thầy coi ta không có làm lễ ông bà chế hết, nên là giờ chỉ giới thiệu cho bà con biết thôi. Thì ở bên nhà trai giới thiệu đến đây là bà Tư, bà Năm, bà Sáu, bà Tám, bà Tám. Đây là chị, này là Xuân Triền với Xuân Diệu Gà. Này là Xuân Diệu Gà. Còn nhỏ này là bà con mạnh gì con cậu. Bà con cậu chứ. Với Xuân Diệu Gà. Dạ. Dưới là chậu sữa đó, cái đó sẽ thưa quý ông, Nga nó có tổ chức lễ thành hôn cho hai con, vừa nay nó thỉnh họ thành đứa chung hôn, vừa hôm nay để dự thân mật gia đình, thì lo công tác hai cháu, nên không có làm lễ cho riêng, thì xin giới thiệu với bà con, đây là tôi là anh cô cậu với chú Xuôi đây. Anh hai với anh hai. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có kiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Kiếm gió như hai hỏi vì sao? Qua cái thời gian mà từ khi kết hôn cho đến thành lễ hôm nay, coi như là một phần của đây bên nhà cổ vậy, bên họ nhà trai trao cho họ nhà ghé là hai trong đó trắng đoạt trang điểm hương hương đâu còn người kiểu hôm nay bên họ là trao lại cho hai con, đó là thứ nhất. Và thứ hai về vấn đề mà tiền cà nước khi đến để trình lễ dâu cà nước là 2 triệu, thì hôm nay
bên họ nhà đã chúng tôi trao lại cho hai con coi như là hoàn tất nhiệm vụ ngày hôm nay.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Là vui đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng, nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng, bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan, cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai,
cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xu rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một, hai, ba, vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Còn nhớ phút giây gặp gỡ,
sợi chỉ hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mơn mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dâng tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đội trao, câu chuyện trâu ca. Quê hương đẹp thế nắng chiều trên quãng đường đê, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về, tuổi học trò trong trắng ngây thơ, từng là tình đẹp mối duyên quê. Thiệp cưới du quy thuyền cơn qua, tràng pháo đưa em về muộn nhà. Cùng niềm tin tương lai đời ta, tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Sợi chỉ hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mơn mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dâng tràn ngọt dài. Nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đội trao, câu chuyện trâu cao. Quê hương đẹp thế nắng chiều trên quãng đường đê, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về, tuổi học trò trong trắng ngây thơ, từng là tình đẹp mối duyên quê. Thuyền cơn qua, tràng pháo đưa em về muộn nhà. Cùng niềm tin tương lai đời ta, tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Cùng niềm tin tương lai đời ta, tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Dồn dàng hoa thắm, hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Xa mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giọt sương mai long lanh thế, lòng ai bâng khuâng vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ dù mê. Là sáng em đó hay nàng tím ngoài thơ, em nghe xuân lời thơ vương, anh nghe em lời yêu thương ngỡ ngây lòng. Mình vui lên đi em hỡi, anh thương em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân đẹp những ước mơ ngày say. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao. Tình yêu vừa chớm với em cầu thề, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước sáng em yêu kiều, bờ môi hàm yêu hé nở chiếc hôn
mưa trên hè phố rộn ràng, hoa thắm hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng.